Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công chọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị top 5 mẫu nhà vườn 2 tầng mái Nhật mặt tiền khoảng 10m. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là chuông thông báo để hàng tuần cùng với chúng tôi đón nhận thêm nhiều không gian sống hơn nữa nhé. Mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật độc đáo mang đến không gian sống sang trọng cho gia đình anh Khởi. Hệ thống tường rào bằng chất liệu nhôm đúc mỹ thuật chất lượng cao cùng với những bức bình phong sơn trắng đặt trước nhà đã mang đến không gian vừa có sự riêng tư, vừa có sự hòa hợp với không gian bên ngoài. Ba mặt còn lại thì được thiết kế với hệ thống tường rào vững chắc, đổ bê tông cao an toàn cho gia chủ khi sử dụng. Những đường nét hoa văn thảo chỉ trên thân tường mang đến sự nhẹ nhàng, hài hòa với tổng thể mẫu thiết kế. Những khung vòm cong cân đối mang lại sự tinh tế cho khu vực tiền sảnh này. Điểm nổi bật của ban công tầng 2 đó là thiết kế giàn hoa được làm bằng khung sắt mỹ thuật vững chắc, vừa đảm bảo độ thẩm mỹ cao, vừa bền đẹp an toàn cho gia chủ khi sử dụng, giúp cho ban công tầng 2 của gia đình thêm phần thoáng mát, điều hòa không khí bên ngoài tốt hơn. Không chỉ thu hút ở vẻ ngoài sang trọng mà công năng của căn biệt thự còn được các kiến trúc sư thiết kế khoa học, hợp phong thủy. Công năng của ngôi nhà thì gồm có tầng 1 cũng có phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ master khép kín và một nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ master và hai phòng ngủ nhỏ, nhà vệ sinh chung. Tiếp đến là ngôi nhà đẹp của gia đình anh Thành tại Hưng Yên. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi của mẫu nhà vườn 2 tầng mái Nhật gây thương nhớ cho bất cứ ai ngắm nhìn. Căn biệt thự mái Nhật hiện lên với tông màu trắng chủ đạo. Với sắc trắng tinh khôi, mẫu nhà kiểu Nhật trở nên vô cùng bắt mắt, hút sáng tốt, thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh. Nổi bật trên nền trắng của căn nhà đó là hệ mái Nhật tinh tế, thiết kế hệ mái Nhật với công năng khoa học, với độ dốc vừa phải, vừa giúp cho nước mưa dễ dàng thoát hơn, tránh ứ đọng làm hỏng phần mái. Ngắm nhìn tổng thể ngoại thất công trình biệt thự 2 tầng đẹp thì quý vị có thể thấy là hơi thở của phong cách tân cổ điển được hiện lên ở những ô cửa sổ với hệ mái vòm nhẹ nhàng, tinh tế, làm nổi bật phần hồn cho căn nhà. Ngoại thất căn nhà mái Nhật thì được giản lược đi những chi tiết hoa dây cầu kỳ, thay vào đó là những đường rãnh soi trên các thân cột, chi tiết trang trí phần đầu cột vừa tạo điểm nhấn vừa không gây rối mắt. Thưa quý vị, nhắc đến một mẫu nhà đẹp thì ta không thể nào bỏ qua phần công năng bên trong căn nhà được bố trí một cách tiện nghi, khoa học ra sao. Tầng 1 gồm có phòng khách, phòng ngủ master, phòng bếp ăn, nhà vệ sinh chung. Tầng 2 gồm có phòng thờ, phòng ngủ master, phòng ngủ thường, nhà vệ sinh chung. Tầng tung thì gồm có gian phơi quần áo. Tiếp theo là mẫu biệt thự vườn 2 tầng mái Nhật của gia đình anh Tuấn, rất thanh lịch và sang trọng. Sở hữu một mảnh đất rộng gần 700m2, anh Tuấn thích mẫu nhà vườn, muốn kết hợp khuôn viên bể cá, chòi nước với quy hoạch khu trồng rau luôn. Bên cạnh đó thì anh thích sự hiện đại trẻ trung nên muốn thiết kế nhà với hệ mái Nhật. Các ô cửa sổ, những đường phào cửa bao quanh được đắp vẽ tinh tế, rõ ràng, có chút nhấn nhá bởi các khóa vòm đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc của ngôi biệt thự. Nhờ những ô cửa kính mang lại một không gian sống đẳng cấp mà nhiều người ngày đêm mơ ước. Chất liệu kính thì luôn được ưu ái lựa chọn khi nó mang lại nét đẹp hiện đại và tinh tế cho ngôi nhà. Đồng thời cũng góp phần làm cho ngôi nhà cân bằng không khí, luôn sáng, thoáng đãng, có thể lấy được ánh sáng tự nhiên từ mọi hướng. Thay vì các bức tường phẳng thì kiến trúc sư đã bố trí sảnh chính, sảnh phụ đua ra so với mặt tường, thiết lập nên các hình khối đẹp mắt và sống động cho không gian ngoại thất. Mời quý vị ngay sau đây cùng tham khảo mặt bằng công năng của biệt thự mặt tiền 11m. Tầng 1 gồm có phòng khách 35m2, phòng bếp ăn 20m2, phòng ngủ 11,3m2, nhà vệ sinh 4m2. Tầng 2 thì gồm có phòng ngủ master 17,3m2, phòng thờ 13,5m2, hai phòng ngủ, nhà vệ sinh và khu vực ban công. Ngôi biệt thự mái Nhật tiếp theo đó là công trình của gia đình chú Mậu tại Nam Định, được xây dựng trên diện tích đất gần 500m2. Khuôn viên đất rộng rãi cực kỳ phù hợp cho mẫu nhà vườn 2 tầng xinh đẹp này. Diện tích xây dựng thì mỗi sàn gần 150m2, sở hữu mặt tiền gần 10m. Công trình hiện lên rất trang nhã, thanh lịch, sắc trắng trong trẻo, thuần khiết, tôn lên vẻ đẹp của các đường nét trên toàn bộ công trình. Những viên gạch ngói màu xanh đen kết hợp cùng với hệ cửa sổ vòm trắng nhẹ nhàng, tất cả hòa quyện lại tạo nên tổng thể vững bền, an toàn và đặc biệt là đan xen thêm chút Á Đông tới căn nhà. Hệ lan can tầng 2 của ngôi nhà thì được sử dụng các khung sắt sinh pha màu đen huyền bí. Điểm phía trên có hoa phủ nhũ vàng sáng tạo, tô điểm thêm cho ngôi biệt thự vẻ đẹp độc đáo. Hệ cửa sổ sử dụng cửa kính nhằm tạo không gian mở, cung cấp nguồn ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn nhà. Vị trí của các cửa sổ thì được nghiên cứu đo đạc kỹ lưỡng, đem lại thẩm mỹ cũng như là chuẩn phong thủy đón tài lộc vào nhà.
Phía trước nhà là khoảng sân rộng rãi bố trí sân vườn xe cộ, tạo nên không gian sống lý tưởng cho cả gia đình chúng mậu hưởng thụ cuộc sống. Nói đến nội thất, kiến trúc sư Apollo Việt luôn tính toán kỹ lưỡng nhằm giúp chủ đầu tư có không gian sống khoa học, tiện nghi và chuẩn phong thủy. Cụ thể như sau: tầng 1 gồm có phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ master khép kín và một nhà vệ sinh. Tầng 2 thì gồm có phòng thờ, phòng sinh hoạt chung và hai phòng ngủ khép kín. Nối tiếp sau đây, Hải Vân sẽ dẫn quý vị tới thăm ngôi nhà 2 tầng của anh Tú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Công trình này thì được tạo nên từ các hình khối vuông vững chắc, mang đến một sự thống nhất và hài hòa. Ngoại thất căn nhà nổi bật với hệ mái Nhật có độ dốc nhẹ nhàng, tránh ứ đọng nước mưa. Sở hữu mặt tiền 10m sang trọng, các kiến trúc sư đã thiết kế ngoại thất căn biệt thự hiện đại, mang đến sự độc đáo đến từng chi tiết. Phần sảnh chính thì được bố trí các hệ cột vuông vững chắc, nâng đỡ cho phần ban công của tầng 2. Không gian ngoại thất tầng 1 và tầng 2 của căn nhà thì được ngăn cách bởi những đường phào chỉ rõ nét. Ngoại thất của căn biệt thự 2 tầng thì hiện lên cuốn hút với hệ tường rào bằng bê tông vững chắc, được sơn cùng tông màu với ngôi nhà, mang đến sự hài hòa trong tổng thể công trình. Lan can sử dụng kính dán an toàn 2 lớp, đồng nhất phong cách hiện đại với tổng thể kiến trúc. Toàn bộ cửa sổ thì được làm bằng cửa kính khung nhôm PMI sang trọng, thiết kế khung rộng tạo nên sự liên kết mật thiết cùng với thiên nhiên. Bố trí công năng thì được các kiến trúc sư thiết kế khoa học, hợp phong thủy, mang đến sự an tâm cho gia chủ. Tầng 1 gồm có phòng khách rộng 38m², phòng bếp và phòng ăn 17,5m², phòng ngủ 18,5m², nhà vệ sinh. Tầng 2 thì gồm có phòng thờ, một phòng ngủ master, hai phòng ngủ thường, nhà vệ sinh. Không gian sống hiện đại, sang trọng và tiện nghi là điều mà Apollo Việt luôn tạo ra cho những vị khách hàng tuyệt vời của chúng tôi. Apollo Việt cung cấp giải pháp thiết kế thi công trọn gói đã mang đến những không gian hoàn mỹ, sang trọng cho mọi gia đình Việt. Và nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một ngôi biệt thự đẹp như vậy thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của chúng tôi 0962 368 892 hoặc 0345 11135 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng thì Apollo Việt xin chào và chúc sức khỏe quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.